thế nào để tạo ra chất âm hay, sắc nét và chất âm sạch sẽ. Mời anh em xem kỹ video nhá. Xưởng loa tép chống cháy 100%. Địa chỉ Nạp Phạc, Ngân Sơn, Bắc Cạn. Chuyên sản xuất loa tép chống cháy và săn lùng chất âm. Và trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm thế nào để tạo ra chất âm hay. Bước đầu tiên là anh em phải tìm cho mình một đôi loa tép xịn chống cháy. Đấy, vì những cái đôi tép xịn thì chất âm nó sẽ hay và nét, nó sẽ trong sạch, chất âm nó không bị đục tiếng. Đấy, như đôi triệu 2 đây chẳng hạn. Đấy, và một đôi triệu 500k đây. Đấy, nói chung là mình bán có đủ các mẫu cho anh em. Đấy, từ 500 đến 1 triệu, 1,2 triệu, 1,5 triệu có đủ. Đấy, đây là một cái giải pháp chống cháy tép tốt nhất Việt Nam. Cái mục đích để tăng cường độ nét cho chất âm thì anh em phải có một đôi tép xịn. Vì cái tép theo loa thì nó chỉ là mang tính chất là đại trà và chất âm nó gọi là bình bình thôi. Đấy, để anh em muốn đột phá thì anh em phải săn cho mình một đôi loa tép trước đã. Vì cái chất âm của một cái bộ dàn thì người ta phản ánh về âm tép là đầu tiên. Đấy, trước tiên chúng ta không có loa tép xịn thì nó có thể sẽ lôi hẳn cái chất âm của chúng ta xuống. Đấy, anh em có một cái bộ dàn bình thường mà anh em có tép xịn thì cái chất âm nó sẽ vọt lên và người ta sẽ đánh giá từ cái âm tép là đầu tiên. Đấy, chất âm tép nét, sắc nét, trong vắt, trong sạch. Đấy, sạch sẽ, không đục tiếng thì người ta sẽ có cảm tình và nó sẽ gây ra một cái ấn, nó sẽ tạo ra một cái ấn tượng cho người nghe. Đấy, mình sẽ nhấn mạnh lại nhá. Anh em muốn hay và nét thì anh em phải sắm cho mình một đôi loa tép xịn đã, xong mới làm gì hãng làm. Đấy nha, mình sẽ tiện đây mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái đôi tép sạch sẽ cho anh em. Đây là một đôi tép 1,2 triệu này, côn 4,5, đường kính 500 là 12 phân, phếu nhựa chống pin nghiêng âm tép. Đấy, chống chung, chống hiệu ứng chuông nhà thờ âm tép vì nhựa nó đàn hồi, nó không bị pin nghiêng. 1,2 triệu một đôi. Cái này là bao ship và bên này là một đôi 1,5 triệu, giá chúng tôi là bao ship nhá. Đấy, tiện đây là mình sẽ chỉ cho anh em một cái vấn đề quan trọng trong âm thanh, đó là loa tép này nó không phụ thuộc vào công suất. Đôi 1,2 triệu, 1,5 triệu cũng có thể đánh cho loa kích 2 sò, 4 âm ly, 4 sò đến cục đẩy 40 sò được hết, bát 20, bát 25, 30, 40 được hết. Đấy, loa tép nó không phụ thuộc vào cơ bát nào cả. Đấy nhá. Điều mà mình sẽ nói với anh em, một cái điều quan trọng thứ hai chính là điều này. Đấy, mình sẽ nhắc lại những vấn đề số 1 là anh em phải săn cho mình một đôi loa tép xịn đã. Bước thứ hai, đấy, đó là âm ly vang. Đấy, đây. Anh em có muốn một chất âm hay thì anh em phải có âm ly chuẩn giải tần. Đây, cái công suất không quan trọng. Âm ly thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái mạch chỉnh nó ở đây. Đấy, chúng ta sẽ quan tâm cái vấn đề thứ hai này thì nó là chính là mạch chỉnh bát tép. Trong kỹ thuật, thì người ta gọi là mạch xử lý tín hiệu. Đấy, công suất to hay nhỏ không cần biết, nhưng mà cái mạch chỉnh bát tép này nó phải quan trọng. Vì ở đây nó có các nút chỉnh bát, chỉnh tép, chỉnh các giải tần ở đây, vang chột nhại nó ở đây. Vì bên trong các nút chỉnh này nó có hệ thống chiến áp, nó nối với các phần IC để nó xử lý tín hiệu và các bo mạch. Đấy nhá, các bo mạch thì nó làm nhiệm vụ là xử lý tín hiệu, vang trộn nhãi nó ở đây. Ở tầng này ok thì chất âm ok được. Ở cái tầng này mà mất giải nào thì ra loa nó sẽ mất giải đấy. Giả dụ như nó trục chặt giải bát chẳng hạn. Đấy, như anh em chỉnh nó hay cái lật xoẹt đấy. Đấy, đấy lật xoẹt đấy. Đấy, đối với những cái loại mà hay chập chờn, của những loại mà do cái bo mạch nó kém chất lượng thì chúng ta cũng không phát hiện ra được. Đấy, vì thế ở cái tầng này đầy đủ khoáng mát, đấy, không bị méo thì chất âm với giao loa mà ok được. Còn ở tầng này thiếu thì da tép nó sẽ kêu ấy tí, kêu tí ti, hoặc là bị méo thì loa tép nó sẽ rè, nó sẽ thu, o ẹ đủ trò. Đấy, còn ở đầy thì nó nằm ở vang. Đấy, ở đầy thì nó nằm ở vang nhá. Đấy, ở đầy thì nó nằm ở vang đây. Đấy, ở đầy thì nó nằm ở vang. Đấy, đây chỉnh bát, chỉnh tép ở đây, cái vang trộn nhãi ở đây. Chứ còn công suất 40 sò hay là đẩy bộ công âm ly 4 sò hay là đẩy 40 sò không quan trọng. Vì đẩy nó không có chức năng can thiệp vào tín hiệu, nó chỉ là cái kích để kích đẩy nhì
cái đẩy nhiều xó hơn thì biến thế nó lớn hơn thì nó đẩy được nhiều loa hơn thôi. Đấy, âm đi 4 giò, 12 giò thì nó đánh được ít loa hơn. Thế thôi, chứ còn cái giải tần vì cái cục đẩy nó không có chức năng can thiệp vào tín hiệu, không có chức năng can thiệp vào giải tần. Đấy, anh em đừng quan tâm đến đẩy. Anh em mua loa mà muốn chất âm hay thì anh em phải xem âm ly anh em có chuẩn chưa này, vang chúng ta có chuẩn chưa này, hay là chúng ta ghép nhiều thiết bị vang nâng lọc lôm côm làm nát tín hiệu, méo tín hiệu, chúng ta không bao giờ ok được. Đấy, ở cái tầng vang nâng lọc quan trọng nhất, ở cái tầng vang nâng lọc đấy, chứ còn cục đẩy chúng ta đừng quan tâm. Đấy, ở tầng đấy ok hay không, chất âm chúng ta ok hay không là do tầng mạch chỉnh bát tép, mạch xử lý tín hiệu đấy nhá. Chứ còn cái loa bát này thì chúng ta cũng cần quan tâm, nhưng mà chúng ta quan tâm ít hơn là chúng ta sẽ sắm cho mình một đôi bát xịn này. Đấy, nó phù hợp với không gian này. Và nói chung là cái hệ thống bát chung thì anh em phải tìm những đôi loa nào có cái lượng côn phù hợp, có cái số do cái mục đích sử dụng. Nếu mà chúng ta chơi gia đình hoặc ở cái cự ly gần, cự ly xa hoặc là như thế nào thì chúng ta sẽ tìm những đôi loa mà có cái côn nó phù hợp. Đấy, đừng chơi côn to quá này, hoặc đừng chơi côn nhỏ quá này. Nói chung là loa chúng ta phải đầy đủ các giải. Đấy, loa thì chúng ta phải đáp ứng được tất cả các giải thì nghe nó mới phê. Đấy, giải bát, giải chung, giải tép nó mới phê. Đấy, thế thôi. Còn cái vỏ thùng thì chúng ta phải tìm những cái vỏ thùng mà có độ cộng hưởng cực tốt, không được nông trống, không được nông tiếng. Đấy, độ cộng hưởng quốc tế thì mới ok được. Nhá anh em nhá, chốt lại. Anh em muốn hay thì anh em phải săn cho mình một đôi loa tép xịn trước đã. Cái thứ hai đó là phải có âm ly chuẩn, vang chuẩn. Đấy, cái thùng bát thì tốt nha anh em nhá. Nói chung là loa chung, loa bát, nếu anh em không có loa chung thì chúng ta sẽ phải săn cho mình một côn loa bát để nó có thể là gần như đáp ứng được cả giải chung thì mới được nha. Chứ chúng ta thiên về tiếng bát quá thì nó sẽ bí tiếng. Đấy nhá. Tóm lại, loa tép là một cái mối quan tâm số 1 anh em nhá. Đấy, có đủ các mẫu cho anh em này, địa chỉ là Phạc Ngân Sơn Bắc Cạn. Đấy, số điện thoại 0973 533 269. Có loa tép rời đặt nóc, giải pháp chống cháy tép và tăng cường độ nét cho âm thanh. Đây là đôi triệu 2 đấy nhá. Đấy, còn loa tép của chúng tôi là nó có một hệ thống cảnh báo đây. Đấy, cảnh báo méo tín hiệu đây. Bóng đèn này, đây là bóng sơ cua này. Và đây mà bóng đang chạy này. Trong quá trình sử dụng bóng đèn mà bị sáng là do vang nâng lọc âm ly bị méo tín hiệu. Nói chung là loa tép này có hệ thống cảnh báo méo tín hiệu anh em nhá. Không sáng mới ok. Đấy, còn bị sáng là anh em phải xem lại bộ dàn chúng ta không chuẩn rồi. Lỗi này do vang nâng lọc chứ không phải do đẩy. Đấy nhá. Đấy, tạm biệt anh em.